Đây là máy bay đang ung cua và nó sẽ chuẩn bị cất cánh. Các bạn xem nó sẽ cất cánh ở tốc độ bao nhiêu km/h nhé. Hiện tại nó đang chạy trên đường băng và nó đang vòng cua lại để tăng tốc. Chúng ta sẽ nhìn bên ngoài nó sẽ như thế nào. Hiện tại đây nó đang 56 km/h. Rồi, tôi sẽ quay lại dần để cho các bạn xem. Đây là ngoài biển của sân bay Cam Ranh. Dùng điện thoại đo tốc độ máy bay, nằm hành khách nhận mưa gạch đá chỉ vì một tình tiết. Mới đây, một người đàn ông trong lúc đi máy bay đã thử một thí nghiệm vô cùng thú vị. Tuy nhiên, một chi tiết nhỏ ở trên điện thoại ngay sau đó đã nhận về mưa gạch đá từ cộng đồng mạng. Theo đó, nam hành khách đã dùng một ứng dụng trên smartphone để đo tốc độ máy bay khi đang di chuyển, từ lúc bắt đầu chạy ở đường băng cho đến khi đã đạt được độ cao nhất định trên bầu trời. Cụ thể, vận tốc của máy bay là hơn 530 km/h khi người này tạm dừng clip. Một bài test tưởng chừng như là hay ho, cho đến khi cộng đồng mạng phát hiện ra ứng dụng để đo tốc độ này hoàn toàn chạy bằng mạng di động 4G. Tức nghĩa nam hành khách đã không bật chế độ máy bay mà thậm chí còn bật dữ liệu di động để truy cập Internet khi máy bay cất cánh và lên tận trời cao. Ngay sau khi soi ra tình tiết bất thường này, dân tình đã dành cho nam hành khách những chỉ trích, thậm chí là bức xúc vì hành động thiếu ý thức của người này. Theo các chuyên gia về hàng không, quá trình máy bay cất, hạ cánh, nếu hành khách sử dụng điện thoại hoặc một số thiết bị điện tử có khả năng thu phát tín hiệu sẽ làm nhiễu sóng trao đổi giữa phi công và trạm kiểm soát, tạo ra tiếng tít tít chèn lên cuộc trao đổi. Điều này ảnh hưởng tới quá trình tiếp nhận thông tin của phi công và có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé!